Vào sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì tiếp chào xã giao lớp đào tạo bồi dưỡng về công tác chính quyền cho cán bộ thủ đô Viêng Chăn, Lào do đồng chí Khama Seng Misay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy thủ đô Viêng Chăn, Trưởng đoàn cán bộ thủ đô Viêng Chăn sang học tập làm trưởng đoàn trước khi kết thúc khóa đào tạo bồi dưỡng tại thành phố Hà Nội. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, truyền thống tốt đẹp và mối quan hệ thắm tình anh em giữa hai đảng, hai nhà nước, hai dân tộc, hai thủ đô tiếp tục được phát triển mạnh mẽ. Hai bên cũng đã có những ký kết hợp tác với lớp học lần này dành cho cán bộ thủ đô Viêng Chăn là hoạt động thiết thực nhằm hiện thực hóa các thỏa thuận, đánh giá chất lượng học tập của đoàn hoàn tất đúng theo kế hoạch đã thống nhất và có chất lượng cao. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tin tưởng khóa học sẽ giúp cho các học viên có thêm kinh nghiệm, đồng thời là cơ hội vun đắp thêm tình cảm hữu nghị giữa hai thủ đô Hà Nội Viêng Chăn, giữa hai đảng, hai nhà nước, hai dân tộc ngày càng phát triển và bền vững. Thay mặt lớp học, đồng chí Khama Seng Misay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy thủ đô Viêng Chăn cảm ơn Thường trực Thành ủy Hà Nội, lãnh đạo thành phố đón tiếp nồng hậu trọng thị. Thành phố Hà Nội đã tạo mọi điều kiện cho lớp học được học tập, nghiên cứu với nhiều chuyên đề, nội dung phong phú và thiết thực. Các học viên nhận được sự hỗ trợ tận tình, tạo mọi điều kiện để việc học tập đạt kết quả tốt nhất. Nhấn mạnh mối quan hệ hiếm có trên thế giới giữa hai đảng, hai nhà nước và hai thủ đô, đồng chí Khama Seng Misay cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, thúc đẩy sự hợp tác toàn diện ngày càng bền chặt.